Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ vừa qua và đặc biệt là những ngày cuối tuần, lượng người đến tham quan ngắm cảnh đèo Hải Vân rất đông. Cùng với đó, tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe phân khối lớn chở quá số người, dừng đỗ không đúng nơi quy định, tiềm ẩn tai nạn trên đường đèo. Bên cạnh việc xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng còn hướng dẫn người dân đi lại an toàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Trên đỉnh đèo Hải Vân, nơi có khu vực di tích Hải Vân Quan, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Vào những ngày này, tình trạng dừng đỗ xe tại đây khá phức tạp. Hàng trăm xe đậu đỗ lấn làn đường để khách tham quan chụp ảnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn giao thông. Để phòng tránh ùn tắc, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông qua đèo thuận lợi, ngoài nhiệm vụ xử lý đẩy đuổi các xe dừng đỗ nơi khúc cua nguy hiểm, bảo đảm trật tự trên toàn tuyến, tại đây lực lượng công an còn hỗ trợ giúp những người dân cẩn thận trong quá trình di chuyển. Chúng tôi kết hợp công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo cái quy định về luật giao thông khi tham gia giao thông tuyến đèo trong thời gian dịp lễ, nhất là đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, và nhất là trong cái điều kiện sáng sớm thường có thời tiết là sương mù, đường trơn thì nó đảm bảo được cái quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn, và đặc biệt là chúng tôi là thực hiện cái việc nhắc nhở tuyên truyền những người dân tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông qua cái tuyến đường đèo hoặc tham gia giao thông các tuyến đường khác trên tuyến thành phố Đà Nẵng. Không chỉ quản lý kiểm soát giao thông trên tuyến đèo và các tuyến giao thông vùng giáp ranh Đà Nẵng với hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế, tại các tuyến đường huyết mạch và khu vực trung tâm thành phố, lực lượng liên ngành chia thành nhiều tổ lập chốt chặn thực hiện nhiệm vụ đo nồng độ cồn, quyết tâm xử lý các lỗi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị với tinh thần không có ngoại lệ. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng triển khai một cách quyết liệt, triệt để đối với các cái hành vi như là sử dụng nồng độ cồn, xử lý với một cái quyết tâm là không có ngoại lệ và không có vùng cấm, nhất là đối với lại các người mà điều khiển phương tiện là công chức nhà nước, là đảng viên tham gia giao thông mà vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ thực hiện nghiêm theo quy định của nhà nước về việc là coi như xử lý và thông báo đến các cái đơn vị để mà xử lý trách nhiệm liên đới đối với lại các cái đơn vị và tổ chức và cá nhân liên quan. Dịp lễ vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã phát hiện lập biên bản gần 1.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó trên tuyến đèo Hải Vân, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp lập biên bản xử lý 92 trường hợp, tạm giữ 23 phương tiện. Đáng chú ý là vi phạm các lỗi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, xe giảm thanh và 6 trường hợp quá nồng độ cồn.